Vụ canh tác cuối năm nay, rau bà hoa là những nhóm cây trồng thế mạnh, được bà con nông dân Lâm Đồng tập trung đầu tư, phát triển. Do nhu cầu của thị trường, nên ngoài việc đa dạng giống cây trồng, nông dân còn ưu tiên áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Ghi nhận hiệu quả thực tế tại Đơn Dương, một trong những khu vực trồng các loại nông sản ngắn ngày chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Huyện Đơn Dương hiện có gần 11.200 hectare sản xuất rau hoa, ứng dụng công nghệ cao trong đó diện tích nhà kính nhà lưới là trên 2.700 hecta, tưới tự động nhỏ giọt ngoài nhà kính nhà lưới là gần 8.300 hecta. Bám sát thực tiễn của địa phương và nhu cầu của người sản xuất, trong những năm qua đồng hành cùng với nông dân và các hoạt động khuyến nông, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương đã tập trung hỗ trợ nông dân đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Do vậy, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh trên địa bàn huyện không ngừng tăng qua các năm. Đến nay, trung tâm đã hỗ trợ triển khai được 17 mô hình ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh trên diện tích gần 5 hecta. Trong đó có 6 mô hình với diện tích 2,5 hecta ứng dụng hệ thống quản lý, điều khiển tưới và dinh dựng thông minh cho cây trồng. 5 mô hình với diện tích 2 hecta ứng dụng hệ thống quản lý, điều khiển vì khí hậu trong nhà kính. 6 mô hình với diện tích 0,3 hecta thí điểm giống cây trồng mới. Các mô hình này đã đi vào hoạt động, giúp bà con nông dân có thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, một hecta một năm.